Làm thế nào để trở nên tự tin hơn ngay lập tức? Và nếu bạn đang xem video này, chắc hẳn bạn cũng đang rất muốn tìm được sự tự tin cho riêng mình. Video mà bạn đang xem nằm trong chuỗi rất nhiều các video về chủ đề sự tự tin mà tôi đã sâu chuỗi lại. Và để bạn có thể hiểu rõ hơn về sự tự tin và link của danh sách khác tôi sẽ để ở dưới phần mô tả. Bản thân tôi đã dùng 4 cách để có được sự tự tin như ngày hôm nay. Thứ nhất đó là lặp đi lặp lại. Thứ hai là bắt chước. Thứ ba là môi trường. 4 cách rèn luyện sự tự tin như tôi nêu trên đều cần rất nhiều thời gian hoặc là một khoảng thời gian nhất định nào đó để thực hiện. Nhưng trong nội dung video này chúng ta cần có sự tự tin ngay lập tức, đúng không nào? Và đây là bí quyết. Có 2 bước thôi. Bước thứ nhất là tập trung vào họ chứ không phải là bạn. Và điều thứ hai là đừng quan tâm những gì người khác nghĩ về bạn. Có thể khá là chung chung, vậy nên tôi sẽ lấy một ví dụ để cho bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. Khi mà bạn đứng trước một hoặc nhiều người mà bạn cảm thấy run ấy, tức là bạn đang không tập trung vào họ mà bạn đang tập trung quá nhiều vào bạn. Lúc này trong đầu bạn sẽ có những cái suy nghĩ kiểu như mình đang trông như thế nào, người khác nghĩ gì về mình. Rất nhiều suy nghĩ chảy qua trong đầu bạn lúc đó. Và điều đó, chính điều đó khiến bạn bị tê liệt. Ok, và việc bây giờ để có được sự tự tin là tập trung vào họ và nội dung mà bạn muốn truyền đạt, chứ không phải là mình đang như thế nào và người khác nghĩ gì về mình. Thực sự thì chỉ cần 2 bước đó thôi và bạn sẽ có thể cởi bỏ được suy nghĩ người khác nghĩ gì về mình, thì bạn sẽ có được sự tự tin ngay lập tức. Tuy nhiên thì tất cả những gì mà tôi nói đều phải hành động và thực hành rất nhiều thì nó mới có kết quả được. Chỉ cần 2 bước đơn giản như vậy thôi là bạn sẽ có được sự tự tin ngay lập tức. Mình xin nhắc lại 2 bước đó. Bước số 1, tập trung vào họ chứ không phải vào bạn. Và điều số 2, đừng quan tâm những gì người khác nghĩ về bạn. Vừa rồi là 2 bí quyết cực kỳ hay và mà mình vừa mới chia sẻ cho các bạn. Cho dù bí quyết có hay đến đâu nhưng mà các bạn không hành động thì Thượng Đế cũng sẽ phải chào thua thôi. Sắp tới thì mình sẽ ra một loạt những video để bạn có thể cải thiện được sự tự tin và có thể là làm quen được với người lạ chẳng hạn. Đó. Mình sẽ ra một số các video thực tế như là làm quen với người lạ ngoài đường để cho các bạn có thể hình dung được sự tự tin dùng trong thực tế nó sẽ như thế nào.